Giao lưu mọi người, cây hải châu lá lớn, cây hải châu lá lớn hay còn gọi là cây bướm gai, dòng này có thể ghép được hải châu và hoặc là chơi rin. Cây này rất là dễ trồng, tỷ lệ sống rất là cao, hoành tổng hai thân là 62, hoành thân là 38, hoành thân này là 37, chiều cao 95. Cây rất là to, rễ đế trải đều, cây hai thân rất là dễ làm cây. Giá giao lưu là 1.700.000 bao ship. Cốt hai thân tương đối đều nhau, một thân 37 và một thân hoành 38, rễ đế trải đều, hoành tổng hai thân là 62.